Thiếu gia, sao cậu ra ngoài một mình vậy? Nguy hiểm lắm. Lỡ có ai tiếp xúc với cậu lại phát bệnh thì làm sao đây? Chú Tào, yên tâm đi, cháu có đem theo thuốc, sẽ nhanh về thôi. Kính gửi anh Cố Thiên Phủ mời anh tham gia cuộc cải cách công nghệ của chúng tôi. Có ai không? Xin chào quý khách, vui lòng đi theo ánh sáng. Wow! Cứu tôi với! Tập 1. Là mình hết hồn. Giống người thật quá vậy. May mà có chuẩn bị tâm lý, nếu không là phát bệnh rồi. Chào anh Cố, tôi là người máy thông minh phòng tinh số 1. Sao mà chân thật quá vậy? Cô lại muốn làm gì nữa? Anh Cố, quả nhiên đúng là người máy. Hèn gì chứng sợ tiếp xúc của mình không phát tác. Cô mặc đồ vào trước đi. Anh, đừng hồi hộp. Thật sự không được thì anh xem anh ta là người máy đi, thì sẽ không sợ nữa. Em có linh cảm, nhà đầu tư lần này nhất định sẽ rất xem trọng phát minh của anh đó. Trừ phi chỗ này của anh ta có bệnh gì đó, hơn nữa còn bệnh không nhẹ. Anh hiểu rồi, vậy anh ra ngoài trước đây. Khoan đã, em nói lại nội dung chính đi. Một, mỉm cười bắt tay. Hai, giao lưu ánh mắt. Ba, chào hỏi khách sáo. Bốn, nhiệt tình tiện khách. Phồn tinh, tới liền. Anh, có người kêu em đi làm việc trước đây. Cố lên nhé, cố lên, cố lên. Tôi vẫn rất hiếu kỳ, sao cô lại chân thật như vậy? Cả cảm giác cũng không khác con người. Chuyện này là phải cảm ơn người sáng tạo ra tôi, tiến sĩ Tăng Vĩ Đại. Anh ấy đã dùng polymer cao su và ống nano carbon làm da cho tôi. Dù là cảm giác hay là ngoại hình đều có thể đạt được hiệu quả mô phỏng 99%. Không chỉ có vậy, da nhân tạo của tôi còn có thể truyền thông tin như nhiệt độ, áp suất của bề mặt tiếp xúc tới mạng cảm biến. Cô có thể làm thử một chút không? Đo được nhiệt độ cơ thể hiện tại của anh là 36,5 độ, nhịp tim mỗi phút 77 lần, 86 lần, 99 lần. Lúc nhìn vào mắt tôi, đồng tử anh giãn ra nhẹ, thần kinh giao cảm hưng phấn. Xem ra anh có sự quan tâm mạnh mẽ đến tôi. Tôi rất vui. Đúng rồi, sao ở đây chỉ có một mình cô? Một người máy cô vậy? Tiến sĩ Tăng gì đó đâu? Chuyển sang nhạc nền tiến sĩ Tăng xuất hiện. Tiến sĩ Tăng, hãy bắt đầu phần trình diễn của anh.
Đây chính là tiến sĩ Tăng Vĩ Đại. Anh ấy 2 tuổi biết đọc, 3 tuổi biết viết, 12 tuổi đầu đại học, 16 tuổi tốt nghiệp thạc sĩ, từng công bố nhiều đường văn quan trọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Con người anh ấy rất khiêm tốn, đẹp trai mà không biết, giống như... Dừng đi. Có đẹp trai không? Tôi nhìn thấy được. Anh còn 3 phút cuối cùng. Tiếp theo, tôi sẽ đích thân giới thiệu với anh về một trong những phát minh kỳ xuất của tôi. Người máy thông minh bầu bạn đầu tiên trên thế giới, Phồn Tinh số 1. Nó được phát triển dành cho những người tự kỷ, mắc bệnh tâm thần và sợ tiếp xúc với người lạ. Đối với nhiều bệnh tâm thần, tình bạn lâu dài mới là cách chữa trị tốt nhất. Phồn Tinh số 1 không chỉ có thể bầu bạn cùng chủ nhân 24 giờ, mà còn là chuyên gia sống khỏe hàng đầu. Phồn Tinh số 1 còn có chức năng massage. Sau một ngày anh làm việc vất vả, Phồn Tinh số 1 sẽ sử dụng kỹ thuật massage độc đáo, giúp bạn thư giãn hoàn toàn cơ thể và tâm trí mệt mỏi. Anh cảm thấy lạnh? Không sao, Phồn Tinh số 1 còn có thể sưởi ấm cho anh. Anh có hài lòng với những bất ngờ gặp mặt mà tôi thiết kế cho Phồn Tinh số 1 không? Sự khiếp sợ lúc nãy là bất ngờ trong mắt anh à? Cũng là bất ngờ. Lần đầu tiên tôi thấy có người cho nhà đầu tư bất ngờ như vậy đó. Tiểu Ngọc, bây giờ em có cảm thấy khỏe hơn chưa? Hết chống mặt rồi, miệng thì vẫn còn hơi đắng. Clindamycin sẽ làm miệng bị đắng. Nhưng mà đừng lo, lát nữa truyền nước xong, vị đắng sẽ từ từ biến mất. Cảm ơn chị. Ngoan lắm. Sếp Cố, có phải anh rất quan tâm đến dự án của tôi không? Có đầu tư không? Cần tôi gửi tài khoản ngân hàng cho anh không? Để tôi về suy nghĩ đã, có tin tức sẽ thông báo cho anh. Phải sếp Cố, anh đi thông thả. 4. Nhiệt tình tiện khách. Nè, sếp Cố, để tôi mở cửa cho anh. Anh. Sếp Cố. Sếp Cố. Sếp Cố, anh làm sao vậy? Anh. Kêu tăng Phồn Tinh tới đây cho tôi. Kêu liền, ngay lập tức. Dân. Phồn Tinh, ông già tìm cô kìa, nhanh lên. Ông già nổi giận rồi, hả? Cẩn thận nha. Ừ, nhanh lên, nhanh lên. Sao vậy chủ nhiệm Tần? Đây có phải kẹo cô cho bệnh nhân không? Đúng vậy. Đúng là có cô thôi à. Mỗi ngày gây họa cho tôi một kiểu. Cô có biết đây là kẹo có cồn không? Bệnh nhân dị ứng cồn, nghiêm trọng có thể chết người. Cô có biết không? Hả? Sao lại nghiêm trọng như vậy? Vậy bệnh nhân bây giờ thế nào rồi? May mà phát tác trong bệnh viện, chúng tôi cấp cứu kịp thời. Nếu không, tôi xem cô xử lý thế nào. Bệnh viện là nơi để cứu người, không được có sự bất cẩn. Còn lơ là cẩu thả như vậy, thì dù bệnh nhân có thích cô tới đâu, tôi vẫn sẽ đuổi việc cô. Quy tắc y tá không phải viết ra để chờ đâu. Mỗi ngày nhắc nhở mấy lần anh trai gọi. Anh trai nhiều chuyện nhất trên đời. Thật là ngại quá chủ nhiệm. Alo. Alo Phồn Tinh à, làm sao đây? Nhà đầu tư sắp bị anh làm chết rồi. Hả? Vậy anh mau gọi 120 đi. Mình không phải 120 sao? Thật là ngại quá, xin dừng đường cho qua một chút. Nhanh lên. Đang phẫu thuật. Anh có nghe thấy tôi nói không? Tôi, anh muốn nói gì? Anh thế nào rồi? Anh nhất định phải cố gắng lên. Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Thiên Vũ, con tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Nhớ lấy lời mẹ, tuyệt đối đừng ngủ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ba ơi. Ba ơi.
Chủ nhiệm, tỉnh rồi. Cảm ơn trời đất, cuối cùng đã tỉnh rồi. Chú Tào quản gia. Alo, xin chào. Xin hỏi, có phải người thân của Cố Thiên Phủ không? Đây là bệnh viện quốc tế Mạnh Mã. Tình hình bệnh nhân bây giờ rất nguy hiểm. Chú vui lòng tới ngay nha. Dân, dân. Là chú Tào ạ? Phải, phải. Tình hình bệnh nhân không tốt lắm. Bác sĩ đã đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch. Cần chú nhanh chóng ký tên. Thiếu gia, bữa sáng chuẩn bị xong rồi. Cảm ơn chú Tào. Thiếu gia, hôm nay lúc ở bệnh viện, tôi đã dùng lượng thuốc gấp 2 lần mới cứu được cậu đó. Sự phụ thuộc của cậu vào thuốc đã nghiêm trọng hơn lúc trước rồi. Hay là để tôi hẹn thêm vài bác sĩ tâm lý thử xem. Chú Tào, bác sĩ tôi khám cũng đủ bao quanh một vòng trái đất rồi. Nếu có ích thì đã không tới bước đường ngày hôm nay rồi. Nhưng cậu cứ một mình như vậy thì sao mà được đây? Nghe nói có một bác sĩ nước ngoài rất nổi tiếng. Hay là để tôi... Chú Tào, chú cũng đi ăn sáng đi. Ok, sếp Lãnh à, khách hiếm đó. Sao hôm nay có thời gian đến đây vậy? Tới thăm Thiên Phủ, cô ấy đâu? Cô ấy ở trong, tôi dẫn anh vào. Mời. Xin mời. Lâu lắm rồi không tới ngôi nhà này. Bài trí trong nhà thay đổi không ít nhỉ. Sếp Lãnh, để tôi rót cho anh đi trà nha. Xin lỗi sếp Lãnh, nhà không tiếp khách nên không có chuẩn bị trà cụ dư. Không cần phiền đâu, chú ngồi chút sẽ về thôi. Hôm nay nghe nói cháu được đưa vào bệnh viện cấp cứu, chú thật sự không yên tâm được nên là tới thăm cháu. Thiên Phủ à, bây giờ cháu cảm thấy thế nào? Như ông thấy đó. Thật ra trước mặt chú, cháu không cần gắng gượng đâu. Chúng ta dù gì cũng là người cùng thuyền. Dù gì chú với ba mẹ của cháu có giao tình mấy chục năm. Dừng. Dừng đó đi. Sếp Lãnh à, trực tiếp chút. Mục đích của ông hôm nay suốt cuộc là gì? Cháu cũng biết đó. Công ty đang trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng. Việc vặt nhiều không nói, áp lực cũng rất lớn. Chú luôn lo lắng sức khỏe của cháu không chịu nổi. Hay là khoảng thời gian này cháu ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện công ty để chú tạm thời thay mặt xử lý. Đợi tất cả xong xuôi rồi, chú quay lại quản lý. Nhờ phúc của vụ tai nạn xe đó, ông từ một cổ đông nhỏ của công ty trở thành cổ đông lớn thứ hai. Như vậy còn chưa đủ thỏa mãn ông ạ? Gã giết cười cắt tóc đi tu, gã khổng lồ công nghệ thần tinh bị thiệt hại nặng nề, vợ chồng siêu giàu thiệt mạng trong tai nạn xe. Con trai duy nhất 12 tuổi sống sót thần kỳ, hung thủ là ai? Như vậy còn chưa thỏa mãn được không ạ? Xem ra trước khi cháu khỏi bệnh, đúng là không thích hợp tiếp tục quản lý công ty. Chú sẽ bàn phương án tiếp quản tạm thời với các thành viên hội đồng. Sức khỏe của cháu và tương lai của công ty đều không thể bảo hiểm được. Chú không muốn một chiêu bất cẩn thua hết cả bàn, khiến tâm huyết bao nhiêu năm của ba mẹ cháu và chú đổ ra biển. Đừng có nhắc tới họ, ông không có tư cách. Vụ tai nạn năm đó đúng là chú được lợi nhiều nhất. Xem ra hiểm nghi cũng lớn nhất. Nhưng phía cảnh sát đã kết luận đó chỉ là một tai nạn giao thông bình thường thôi mà. Bao nhiêu năm rồi, số cuộc cháu khi nào mới có thể đối mặt sự thật đây? Vậy được, ông cứ tiếp tục ngụy trang đi. Chú Tào, tiễn khách. Mời. Em gái Phồn Tinh, chào cô. Tâm trạng của cô bây giờ nhìn có vẻ là ánh nắng rực rỡ. Cô thôi đi, tôi á mà cũng ánh nắng rực rỡ, cả ngày bị người ta la. Tôi rất ngưỡng mộ cô, không lo việc ăn uống. Cô nói nếu có một ngày chúng ta đuổi cho nhau đi, cô thay tôi đi nghe chủ nhiệm chúng tôi niệm kinh, vậy cũng rất tốt. À đúng rồi, anh đâu?
Anh ấy nói phải trừng phạt bản thân, liên tục không ăn không uống. Có vẻ tâm trạng của tiến sĩ Tăng là sấm chớp mưa gió. Anh ấy mà cũng sấm chớp mưa gió. Anh nhìn cái gì vậy? Trên trần nhà có linh kiện hay là nhà đầu tư vậy? Anh làm hỏng rồi. Người duy nhất cắn câu suốt nửa năm nay, nhà đầu tư duy nhất tới đây còn suýt chút hại chết người ta nữa. Anh đúng là vô dụng. Anh phải tự thực thể hiện chí hướng. Được, có khí phách, là đàn ông của nhà họ Tăng chúng ta. Vậy nếu anh không ăn thì em ăn một mình đó nha. Thơm thật. Anh nói em, thịt xào của em có phải bỏ ớt bị nhiều rồi không? Khoai tây sợi thì bị ít hoa tiêu. Ăn không? Kiên quyết không ăn. Thật ra cũng không phải là muốn kêu anh ăn, là muốn nhờ tiến sĩ Tăng nếm thử giúp em, xem tay nghề em có còn không gian phát triển hay không. Vậy anh sẽ giúp em lần này, không có lần sau đó. Mau ăn đi. Anh có còn nhớ bài thơ ba dạy cho chúng ta không? Nếu như anh vì bỏ lỡ mặt trời mà rơi lệ, vậy thì anh cũng sẽ bỏ lỡ bầu trời sao? Anh nhớ, bà nói tên của chúng ta chính là lấy từ bài thơ này. Thế nên chuyện đã qua rồi thì đừng hối hận nữa, bởi vì nó đã xảy ra rồi. Nhưng chúng ta vẫn còn sau này mà. Chuyện này không phải là lỗi của anh. Em sẽ giúp anh tìm nhà đầu tư mới. Em nói thế nào? Trừ phi nhà đầu tư này có bệnh. Quả nhiên anh ta có bệnh mà. Em đúng là miệng quạ. Tâm trạng bây giờ sau cơn mưa trời lại sáng. Kẻ giết người cắt tóc đi tu, gã khổng lồ công nghệ thần tinh bị thiệt hại nặng nề, vợ chồng siêu giàu thiệt mạng trong tai nạn xe hơi. Con trai duy nhất 12 tuổi sống sót thần kỳ, hung thủ là ai? Xem ra trước khi cháu khỏi bệnh, đúng là không thích hợp tiếp tục quản lý công ty. Nhưng phía cảnh sát đã kết luận, đó chỉ là một tai nạn giao thông bình thường mà thôi. Ba, mẹ, con nhất định sẽ bắt được hung thủ hại chết ba mẹ. Ngày mai anh đưa phòng tin số 1 tới địa chỉ này dùng thử, tôi sẽ đầu tư. Anh mau coi nè. Wow, tốt quá rồi. Mặt trời bị bệnh của chúng ta trở lại rồi. Anh nhân danh Quang Uy, cảm ơn anh ta. Em nói sao hả? Dự án hay như vậy chắc chắn sẽ có người đầu tư thôi. Nếu không phải em thiếu vài 300 triệu thì em không cho tên nhóc đó được hồi vậy đâu. Đám mây bị virus xâm nhập. Mô đun phản hồi bị hỏng. Mô đun phản hồi bị hỏng. Mô đun phản hồi bị hỏng.